Trong này là những cái gì? Kẹo. Bao nhiêu viên? Kẹo với kẹo. Bao nhiêu viên? 10. Nó ma túy đúng không? Đúng không? Vâng. Vào khoảng 13 giờ 10 phút chiều ngày 12 tháng 8, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 2, PC67 Công an thành phố Hà Nội, gồm đại úy Lê Duy Thắng làm tổ trưởng cùng thượng úy Nhữ Mạnh Hùng và trung úy Nguyễn Hoàng Kiên được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại phố Đào Tấn. Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Way mang biển kiểm soát 30E7-5300 lưu thông trên phố Đào Tấn hướng Liễu Giai, xe không gương, đầu không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thấy cảnh sát giao thông phía trước, người đàn ông liền lạng lách rồi vứt xe máy bỏ chạy vào ngõ 12. Trước hành động bất thường của người vi phạm, tổ công tác đã chạy bộ đuổi theo. Đúng lúc này, tổ công tác công an phường Cống Vị đang tuần tra gần đó đã cùng phối hợp bắt giữ được đối tượng. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trên tay người đàn ông này đang cầm chặt hai gói ni lông, trong đó có một gói chứa 10 viên nén màu hồng, một gói chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về công an phường Cống Vị để tiếp tục xác minh. Tại đây, đối tượng khai là Đặng Văn Minh, sinh năm 1965, trú tại An Trạch, Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Đối tượng cho biết hai túi ni lông trên là ma túy mua của một người không quen biết để đem về sử dụng. Được biết, trước đây Đặng Văn Minh đã có một tiền sự về tội sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.